Chào các bạn, welcome back to the Giang Family Channel. Hôm nay mình đến thăm trường kiến trúc ở Syracuse University ở New York. Cho con gái mình nó đi vòng vòng để xem cái khung cảnh như thế nào. Thì đây là một trong những cái lớp học của trường kiến trúc này. Thì đây là cái phòng mà sinh viên dùng để làm những cái mô hình, tại vì ngành kiến trúc thường thường nó phải làm mỗi một mùa thì phải làm vẽ lên mô hình và phải làm những cái mô hình thường thì làm bằng giấy hay là bằng styrofoam, bằng những nút hay là bằng gỗ đồ này kia. Thì đây là cái phòng mà để các cháu, các sinh viên họ làm những cái mô hình đó. Thì đầu semester, đầu mùa học thì mỗi người học trò được phân cho một cái bàn. Cái bàn đó thì họ sẽ dùng cho nguyên một mùa. Thì sau giờ học thì nếu mà có những cái mô hình, những cái thực tập mà họ phải cần làm thì họ sẽ đến đây. Chắc các bạn thấy mỗi một sinh viên có một cái bàn riêng của họ. Họ sẽ ăn ở đây, ngủ ở đây luôn và làm những cái vẽ những cái một bản đồ hay là cắt những cái giấy hay là những cái miếng mút để làm thành những cái căn nhà hay là những cái mô hình ở trên theo bản vẽ. Và đây là cái phòng lecture hall, là để giảng đường cho sinh viên, được thầy giáo thì đứng ở phía trên thì sinh viên thì ngồi ở phía dưới. Đây là một trong cái giảng đường của trường đại học kiến trúc này, rất là rộng rãi, chứa cũng được 200 sinh viên trên. Thì chương trình kiến trúc này là 5 năm đó, cho nên trong vòng 5 năm học ở đây thì cháu có thể đi đến những cái location khác, địa điểm khác, chi nhánh của trường để học thêm. Thì trường có chi nhánh ở bên Ý, Florence, Italy, Paris, bên Pháp, Los Angeles, California, New York City, New York. Thì cháu có thể đến đó để như là học thêm. Để cắt gỗ hay là cắt những cái miếng giấy styrofoam mà vật cứng đó, thì có thể dùng vào đây để dùng máy để cắt. Bây giờ sinh viên kiến trúc họ không có mồi, cần mồi mà tỉ mỉ cắt bằng dao giống như ngày xưa nữa. Mọi thứ thời hiện đại bây giờ là cắt bằng laser hết, bỏ kích thước vào computer thì có máy laser cắt ra giấy hay là gì đó, kích thước theo kích thước mà mình muốn, chứ không có ngồi cắt tay như ngày xưa. Hôm nay mình đến đây là nhằm ngày International Day của trường kiến trúc này. Thì International là học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Thì mỗi một lá cờ là tượng trưng cho nơi mà học sinh đó đến. Thì mình thấy lá cờ Nhật, cờ Đại Hàn, cũng có học cờ Việt Nam, chắc cũng có sinh viên đến từ Việt Nam. Rồi Canada, mình thấy Âu Châu cũng có cờ Pháp, cờ Ý, cờ Đức, rồi này kia rất là nhiều. Vì cũng là trường kiến trúc top rank của Mỹ đó, cho nên sinh viên ở đây đến từ khắp mọi nơi trên thế giới để học tập. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và thành thật cảm ơn rất nhiều. Các bạn xem thì cũng nhớ subscribe cho mình nhé, để mình có động lực để làm thêm những cái video kế tiếp. Thank you, have a good day.